là được cung kính, được thỉnh với phổ đường, sau đó được trình báo với các cô, các ông, các bà, cô chỉ cho bác Phật nhà gái. Tôi đại diện cho họ nhà gái là bác của cháu, xin đứng ra chấp nhận lời cái lễ ăn để xin cưới này, và cũng xin báo cáo với tất cả các cụ, các ông, các bà, gia đình nhà gái để giờ khác tắt cũng như ông thân vừa nói là 2:10 sẽ đưa cháu về nhà chồng. Xin các cụ, các ông, các bà cố gắng bớt chút thời gian và ngọc để đưa cháu về nhà chồng, vo tròn quả phúc cho các cháu để các cháu thành gia thất một cách toàn vẹn nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn bác Thịnh, đại diện trưởng đoàn họ nhà gái đã có đôi lời phát biểu để cũng như nhận lễ cơ dầu xin dâu của họ nhà trai. Thì sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu, kính mời mẹ của chú rể và mẹ của cô dâu cùng bước lên sân khấu để cũng như hai bên đón nhận lễ cơ dầu xin dâu, sau đó cũng như hai bên gia đình cùng với chú rể vào để thắp hương kính báo gia tiên. Vâng, xin được kính mời. Vâng, xin mời nhà nhiếp ảnh và cũng như quay camera sẽ ghi lại hình ảnh tuyệt vời này. Các bà dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, xin chúc mừng. Xin hai ông trưởng đoàn bắt tay nhau một cái ạ. Vâng, xin được cảm ơn. Sau đây xin mời bố mẹ của chú rể cùng với bác trưởng đoàn và mẹ của cô dâu cùng đưa và chú rể vào để cũng như thắp hương kính báo gia tiên ạ. Cho phép chú rể và đón cô dâu ra để làm thủ tục thắp hương kính báo gia tiên. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị. Đây. Vâng, kính thưa các cụ ông bà, kính thưa toàn thể quý vị thân mến. Vừa rồi chúng ta đã chứng kiến giây phút rất là trang trọng của đại diện họ nhà trai và nhà gái đã có đôi lời phát biểu và lễ cơ đầu trước là để kính báo gia tiên là họ nhà gái và sau đó cũng như gia đình hai bác thần thu xin chỉ có to lên để chúng ta cùng sâu lắng nghe một gia đình khi chúng ta nhà đứng lại chờ ngày ăn hỏi là xe, dù mặn dù nhạt, dù cay dù đồng, dù chẳng biết đạo vợ chồng, ăn sao ba miếng để cho lòng nhớ thương. Chồng không ăn ngôi ắt chờ nhạt, tàu không ăn hạt ắt tiếng con già. Mình không lấy ta ắt là người thiện, ta không lấy mình, ta biết đó là. Xin mời quý vị thưởng thức nào, ba quan vợ chồng, cả nhà cho em một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Và hoa là một chiếc lá.
mình có thể